có một cái tình huống mà cái mở vạt rất mất răng thì cứ rất là cơ bản. Và tất cả các bạn là mới cấy implant là phải thực hành cái tình huống mà cấy implant là cái vùng mất răng 35, 36, 37, 45, 46, 47 này. Sau khi mà đi một cái đường rạch dọc theo hướng gần xa của cái trục sống hàm thì bác sĩ Thắng sẽ dùng một cái cây Q-Rex hơi tách một chút cái vạt theo phía ngoài và phía trong để tạo cái đường xuống thuận lợi cho các cái mũi khoan trong ở giữa sống hàm với chiều gần xa, cũng như là cái hướng của cái implant nó sẽ nằm nghiêng gần và nghiêng trong. Như vậy mà chúng ta sẽ xác định cái vị trí dựa vào hai cái răng bên cạnh, cũng như là dựa vào cái hướng ngoài trong của cái răng, hướng ngoài trong của cái vùng sống hàm vùng mất răng 36 và cái mũi khoan số 1, nên là cái mũi khoan mà không cần đi xuống hết chiều sâu. Chúng ta dự định cấy cái implant đường kính khoảng 3.8 × 10 bỏ hút đó. Nên là × 10.5, nên là chiều sâu chúng ta dự kiến sẽ đi khoảng 12 đến 12.5 mm, tạo cái chiều dày của mô lại này. Đồng thời khi khoan cấy thì chúng ta cũng nên cảm nhận ở tay để có thể ước lượng được cái mật độ xương, để chúng ta quyết định cái delta, tức là cái đường kính từ mũi khoan cuối cùng đến cái đường kính của implant chúng ta dự kiến cấy, cho nó sao cho cái độ mịn cơ khỏi nó đạt được là lý tưởng nhất. Mình còn lấy màu trước, há to, đình há to, há thật to, tình trạng mình đây, há to. Đó. Tháo cái vít để giải phóng cái bất bình ra khỏi cái implant. Vì chúng ta không mở vạt nên chúng ta phải dùng cái dây cắm châm này, chúng ta kiểm tra bằng cả các tay xem là cái miệng cái implant nó nằm ngang hoặc là dưới xương 1 mm chưa. Cái này là rất là tốt, thì cái cảm giác tay cho chúng ta thấy là cái à to đúng không? À to. Hút đi không? Linh cắn vào cái mình à, Linh há to cái mình rồi. Cảm ơn Linh. Linh có đau thế nào không? Có đau không?